Xin chào các bạn, mình là Huyền Trang, bên Đăng Phương Auto. Bên mình chuyên cung cấp các sản phẩm đồ chơi, các sản phẩm phụ kiện thông minh để giúp các tính năng cho xe ô tô. Và trên tay mình đó là bi gầm, hàng này là zin của xe Cerato 2019. Và bên mình có nâng cấp một bộ bi gầm. Đây ạ, bi gầm GTR cho xe Cerato 2019. Và thợ nhà mình đã bắt trực tiếp trên xe. Thì một xíu nữa mình sẽ view cho các bạn xem sau khi lắp hoàn thiện thì ánh sáng, độ sáng nó sẽ đạt được như thế nào nhá. Vâng, đây là bộ thiết bị để căn chỉnh lệch tâm của đèn. Bên em lắp đặt trực tiếp trên xe để giúp sử dụng khi mà cái bổ trợ cho đèn để chuẩn hơn. Và đây là bộ sản phẩm căn chỉnh độ song song của đèn. Hai đường sập đỏ ở trên bảng căn chỉnh. Xin chào quý khách, hiện tại Đăng Phương Auto đã hoàn thành bộ bi gầm cho xe Cerato bản 2019, hàng bắt zin trên xe Cerato. Và bây giờ em xin review cái ánh sáng mà mình đạt được khi mà lắp xong bi gầm của Cerato 2019. Quý khách có thể xem trực tiếp ở trên bảng đèn. Đây là đường cắt của bi gầm cho xe Cerato 2019 và có hai chế độ pha cốt. Đó. Có thể so sánh trực tiếp ánh sáng của bi gầm và ánh sáng cốt của đèn zin thì quý khách có thể thấy đó là ánh sáng của bi gầm sẽ sáng hơn rất là nhiều so với bi cốt của đèn zin nhá. Và bi gầm có hai chế độ pha cốt nên sử dụng rất là đá pha rất là nhanh nhạy. Quý khách có thể trực tiếp đặt hàng qua shop auto.vn hoặc liên hệ qua Đăng Phương Auto thì bên em sẽ tư vấn và giúp quý khách nâng cấp ánh sáng tốt nhất. Em xin cảm ơn.